Lên nhanh lên. Anh sao vậy? Cây. Ôi, sao lại thế này? Ê, cẩn thận. Thầy đếm tới ba thầy bẻ nha. Ồ. Ba. Alo, anh điều tra cho tôi cô gái tên Hoàng Oanh, sinh viên MKT8. Sáng sớm anh qua nhà tôi làm cái gì vậy? Khánh Toàn lâu lâu về nước, con mới là người kỳ cục á. Lần nào gặp nó cũng quạo quọ. Tôi nói anh tránh xa ba tôi ra, sao anh lì quá vậy? Bây giờ anh muốn tránh thì anh tránh làm sao? Chúng ta đã quá rõ về nhau rồi. Kéo mà xuống thôi, đừng có diễn nữa. Bỏ ra. Cũng tại bảo anh chứ ai. Sao? Bà có chắc là tại Oanh? Trời ơi, tôi ở trong nhóm đó mà sao tôi không biết được. Từ xưa tới giờ tôi chưa có muốn ác với bà, nhưng một khi đã muốn giành anh sang với tôi hả, không có cửa đâu nha. Không dùng chiêu thì không được. Nè, nói nghe. Cái gì? Nói đi. Thay giờ bây giờ mình lập hội anti-fan bảo anh đi. Cái gì? Có Hoàng Oanh, lớp MKT8, lớp thầy Khải chuyên nhiệm đúng không? Nhỏ đó hả? Tiểu thư, chảnh chè, nhìn thôi mua nổi. Chắc là nó đi học mà không có cần đi làm. Nên hả, cái công ty nào bảo trường này đầu tư hả, nó cũng phải banh chành hết trơn á. Mấy bạn đang nói mình đó hả? Ừ, đang nói bà đó. Rồi sao? Ý nhà giàu, muốn làm gì thì làm. Làm ảnh hưởng đến người khác á thì cũng nên xem lại đi. Đi học, đừng bao giờ đem cái thói tiểu thư đó vào trường. Nhắm, học được thì học, không học được thì ở nhà luôn đi. Thôi, thôi đi bà. Mắc mới vậy bà sợ đó vậy? Cái thứ chảnh chẹ tiểu thư không biết điều này phải nói thẳng ở trong mặt của nó. Nè, tôi có bao giờ chảnh chẹ với mấy người chưa? Không muốn là tôi chảnh chẹ không? Thôi hả? Đi bà. Thôi đi. Oanh, em biết tin gì chưa? Hôm nay trên trường đang lập hội anti em đấy. Bây giờ chúng nó còn chia group, rồi đăng lên đấy để phản đối việc em làm với công ty chị Ly đấy. Em biết chưa? Giờ em có luôn nguyên hội anti luôn đấy hả? Chúng nó đang đổ lỗi cho em về việc 10 ngày nay công ty chưa có phản hồi gì. Rồi còn đồn nhau là em có hợp đồng gì đó mờ ám với chị Ly nữa. Cái gì lỗi cho em? Rồi hợp đồng mờ ám hay là sao? Rồi biết sao? Anti mà, đâu cần biết đúng sai gì đâu. Chúng nó cứ nói thôi. Anh chỉ lo cho em một điều là một khi mà chúng nó đăng tên em lên ý thì kiểu gì cũng có chuyện. Oanh! Chào các em. Cả lớp trật tự. Trước khi tiết của thầy tính bắt đầu, thầy muốn xin vài phút nói chuyện của Hoàng Quanh. Sự việc lần này là... Thầy, thầy không cần phải nói gì đâu. Việc em làm em tự chịu trách nhiệm. Quanh, em ngồi xuống đi, nghe thầy nói đã. Việc hợp tác công ty bên ngoài lần này cứ coi như là một trải nghiệm vui vẻ đi. Nếu nhận thù lao thì nó phải xứng đáng với công sức mình bỏ ra chứ. Mình không nhất thiết thỏa thuận thiệt thòi cho cả lớp. Mấy em hiểu thầy nói chứ? Qua sự việc này, chúng ta thấy tập thể lớp không có đồng lòng. Và thầy thấy một số người ao vua theo làm bé mặt Hoàng Quanh, trong khi cô ấy xứng đáng được đối xử tốt hơn.
Không. Sao buồn vậy? Uống trà sữa nè. Ừ, cảm ơn. Đó, thấy chưa, tôi nói rồi, đừng có làm chuyện đó. Giờ mà thầy với mọi người mà biết á, tôi với bà mặt mũi rồi nữa mà nhìn mọi người. Có gì đâu, tôi chỉ có ý tốt muốn lấy lại hợp đồng thôi mà. Làm cái gì xem tôi như tội đồ vậy. Nhưng mà bà cũng nghe thầy nói rồi đó, tụi mình mới học có năm 2 à. Mà cái job này thì coi như là trải nghiệm thôi, không cần phải sống còn chiến đấu với nhau vậy đâu. Ê, tôi chỉ đang khuyên bà tôi mà làm gì nhìn tôi vậy hả? Ê, suốt ngày ra vẻ tiểu thư để được cưng chiều. Nói gì vậy? À, không không gì. À mà nói nghe nè, thầy nói là không cần hợp đồng đó, nhưng mà nếu có được hợp đồng thì tốt biết mấy, đúng không? Vậy là tiếp tục làm anti á? Trời ơi, cái này mình có phải đi hại người đâu mà lo. Mình chỉ gây sức ép cho Bảo Anh đi nói chuyện với bên kia thôi mà. Cái này nằm trong tầm tay của bà, lo gì? Ờ, vậy cũng được. Anh có tin mừng cho em đây. Hôm nay không thấy bóng dáng của em trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào của trường cả. Đúng là ở hiền gặp lành mà, đúng không? Anh sai rồi, cái đó là cay ngay không sợ chết đứng mới đúng. Đây em có cái này cho anh nè. Gì ạ? Một người đẹp như anh lại phải ăn kẹo mút của em à? Ờ. Nhưng mà thôi anh vẫn lấy, coi như là quà cái sinh tặng nhá. Đúng rồi, con trai tụi anh phức tạp thiệt luôn á. Đưa thì không ăn, nhưng mà vẫn lấy. Dạo này trường của mình đúng là có nhiều chuyện bí mật ghê luôn á. Em cứ nghe xì xầm suốt à. Thì mình cũng đang xì xầm mà, đúng không? Thôi, đi thôi. Ôi, mấy cái thứ tiểu thư con nhà giàu đó, nó mà sợ ai? Tao cũng giàu nè, tao cũng biết sợ vậy. Tao sợ nó suốt ngày chỉ biết ăn diện là shopping, spa, trung tâm này nọ, có biết làm cái gì đâu. Nhìn thôi thấy phát ghét rồi. Cả lớp trật tự, thầy có chuyện muốn thông báo với các em. Không phải, năm nay lớp chúng ta sẽ tham gia hội thao. Trật tự nghe thầy nói nè, mỗi thành viên trong lớp chúng ta sẽ tham gia ít nhất một hoạt động trong hội thao năm nay. Ở hội thao này, Lĩnh, em sẽ gia nhập đội bóng rổ của trường cùng với 4 bạn nam trong lớp của mình. Và để cho hội thao năm nay thú vị hơn và nhiều màu sắc hơn, thì thầy đề nghị Hoàng Quanh làm đội trưởng đội cổ vũ. Các bạn có đồng ý không? Thầy không được, em không làm đâu. Ủa, thầy thấy mọi người ủng hộ em nhiệt tình mà.
em cũng không làm đâu. Vậy em có thể tham gia hoạt động thể thao nào khác không? Ơi, thầy với mọi người gài em đúng không? Thầy đâu có gài em. Thầy thấy vị trí này hợp với em mà. Với lại nếu em giỏi môn thể thao nào khác, thầy có thể chuyển em qua đó. Vậy nếu em làm đội trưởng thì thầy phải làm đội phó. Như vậy thì em mới làm. Còn không thì em không làm đâu. Ê, thế thì em làm đội phó cùng anh cho. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Bốn, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi. Ui. Em sao ấy? Em hơi bị choáng. Để anh xoa đầu cho em nhé. Sao rồi? Em đỡ chưa? Em thấy đỡ rồi. Đỡ thật không? Thật. Thật không? Thật má. Thật chưa? Thật má. Con em xinh quá à? Như thiên thần ấy. Thầy Khải. Ừ. Chào ông. Thầy đã vi phạm hợp đồng. Đọc lại đi. Trước khi tôi hành động. Tôi làm đúng theo hợp đồng mà. Tôi có làm gì sai đâu. Trong hợp đồng, điều khoản quan trọng nhất là cấm đàn ông con trai tiếp cận với con gái tôi. Vậy mà bây giờ thì nhìn đi. Em... Em... Trời ơi, tôi đâu có biết gì đâu. Không biết gì đâu hả? Không biết nè. Bỏ giùm tôi cái động tác số 3 này đi. Giữ lại số 1, số 2 thôi. Cái gì mà phức tạp. Nói chung là tôi không thích. Bỏ đi. Thầy, thầy chuyên môn luôn á. Đang có hứng thầy lại mất hứng à. Đúng không? Cái gì?
một tuần lễ. Dạ ba. Không được, đi bụi đã không được rồi, đi tới một tuần lễ lại càng không được. Nhưng mà con qua nhà bạn gái ở mà, chứ con có ở nhà bạn trai đâu mà ba sợ. Bạn gái cũng vậy nữa, gái mà làm gì phải đi tới tuần lễ. Nè, có phải cái ý tưởng này là do thầy chủ nhiệm của con nghĩ ra? Cái ông thầy chủ nhiệm của con này, nhìn một cái là ba biết hắn ta là một người kỳ dị rồi. Ba mới kỳ dị đó, con lớn rồi mà ba coi con như là trẻ con mới học mẫu giáo vậy đó. Còn canh không cho người khác giới đến gần bao nhiêu mét, ba coi thử coi ai kỳ dị hơn. Dù đó đâu có so được, tóm lại là không được. Không được con cũng đi. Quên, quên. Thằng Quên đâu? Dạ hả? Mau chặn cô chủ lại, nhanh lên. Kêu hoài. Anh làm gì vậy? Cô chủ thông cảm, tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ thôi. Bỏ tay ra. Dạ không được. Tôi nói là bỏ tay ra. Ông chủ kìa. Anh làm gì vậy? Thả ra, thả tôi ra. Trời ơi, trời ơi cái âm này. Anh tôi nè. Cô chủ, cô chủ, cô chủ. Trời ơi, trời ơi, chú ơi, nhịn xíu đi, căng lắm mà kìa. Thì kệ đó, càng chịu chú thì nó càng hư à. Trời ơi, quậy banh nhà rồi kìa chú. Mệt ghê luôn á. Vậy ngày xưa chú đẻ con trai đi. Chồng, anh nào giờ tao chưa bao giờ chịu xuống nước với ai. Nhưng mà mỗi lần đụng tính là tao thua là sao? Con không thấy vậy, kỳ vậy ta. Tại ba anh đó, con ở nhà một mình buồn quá, xin ba đi chơi với chút xíu là con không cho nữa. Ba không có thương con gì hết trơn á. Thôi được rồi ba xin lỗi. Thôi bớt nóng, ngồi xuống đi con. Thôi, ba xin lỗi. Thôi mà, ngồi xuống đi con. Con cứ la hét như vậy là con sẽ mệt đó. Giờ nghe ba nói nè, ví dụ mà con rời đi một tuần á, chắc là không được rồi đó. Quá. Để ba nói hết cái đã. Mà đổi lại con có một cái kế hoạch nào khác để thay thế không? Dạ có. Có hả? Sao? Con cứ nói đi. Vậy thì ba cho bạn con lại nhà con chơi đi. Bạn con tới đây hả? Dạ. Mà nhà mình nhiều vệ sĩ quá, chắc không được đâu. Ba. Thôi được rồi, để ba tính. Bạn con tới đây chơi cũng được, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì ba? Chỉ toàn là con gái, không có con trai à nghe. Dạ được rồi, con đồng ý. Được rồi. Quang. Dạ. Dọn dẹp đồ đạc đi mày. Đâu phải con làm. Dọn đi. Con cảm ơn ba. Uống nước nghe con. Con cảm ơn ba. Gái, bà Tám đang nấu bún bò dưới á, ngồi đây là ăn sáng chung với ba ha. Ủa, hôm nay ba nói ba có việc đi mà ba không đi hả? Thì mới đầu là vậy, nhưng bây giờ bên đối tác họ hẹn ngày mai rồi, mai ba mới đi. Vậy thì ba gọi điện thoại lại cho người ta đi, ba nói là làm hôm nay. Đâu có được, chuyện làm ăn mà đâu phải chuyện dẫn chơi. Con thấy có sao đâu, ba là giỏi nhất ép người ta mà. Chuyện nhỏ xíu xíu vậy có xin nhê gì với ba đâu. Kiếm chuyện đuổi khéo ba ha. Chưa có chồng mà đã hắt hủi ba vậy rồi đó. Đâu có đâu, tại vì bạn con tới chơi mà ba cứ đi lượn ba lượn lại vậy, sao tụi con chơi được. Thì con nói mấy đứa bạn của con cứ việc chơi ở đây thoải mái đi ba, trong phòng ba không đi ra là được chứ gì. Thôi, nhưng mà có ba
ông quan rồi mấy tên vệ sĩ nữa. Vậy làm sao mà mấy con tự nhiên được? Không thì mấy con ra chỗ khác chơi đó. Đấy. Thôi được rồi, để tôi đi. Ba là số 1. Coi chừng nó giở trò quậy phá. Dạ. Nhiệm vụ của cậu là cảnh chừng cô chủ cho thật cẩn mật. Nếu xảy ra sơ suất thì đừng có trách. Dạ, chú cứ yên tâm, cả thế giới để con lo. Cái mặt học sinh mà cái tướng như phụ huynh vậy. Ôi trời ơi, này nha, xúc phạm phụ nữ mới lớn đó. Người ngày khó chịu, nặng nữa. Vương Miếu, khó chịu quá à? Chắc phải bỏ ra xíu rồi lát bỏ phô. Ăn chơi kiểu gì mà lạnh hết cả người. Hai anh không có được gỡ gì trên người ra biết chưa? Không có bị bắt thì leo lên. Lẹ lên. Bình tĩnh đi mà, bình tĩnh lại. Đây là anh Khánh Toàn. Thì ra là như vậy. Tôi tưởng là tôi có một người bạn tốt. Anh làm cho tôi thất vọng quá đi. Kìa,